ăn gì? Đừng mắt anh bóc phân nhé. Em lên đi. Rồi ông trời á. Tranh thủ làm đi. Ai biết nó lớn lên sao. Chị đi tiết kiệm cái mảnh đi. Em chê cho. Cảm ơn. Chúc nha. Ăn nhiều đúng không? Nhưng mà ăn nhiều nó. Mà ăn gì ngon? Anh đang nghĩ gì trong đầu đấy? Cái cảnh bữa đi Long An á, con mũi nó như là con rùa trâu, nó bấu to mũi nó bấu to nó mày đập nó. Nhìn sợ đi. Ngon đấy, cá cũng mấy cưng ăn nuôi trong nhà mà. Ủa nuôi trong nhà luôn hả? Nó ăn với chó, nó dành ăn với chó mà dữ lắm. Kiếm con nuôi được á. Đi đuổi không phòng ảnh xong mới đi. Bạn dắt cái xe này sao? Không, khỏi đi, không dứng đâu. Hạt tiêu tuyệt vời. Ở quay cái mắt về phía này. Không, cứ hái đi. Hái làm việc bình thường. Cứ hái đi. Đúng rồi, đừng cái sổng mông vào đây đấy. Sổng mông vào truyền hình này. Sao có bị rách không nha? Phải đứng ngược lại á. Thấy định thang gì kêu tao đi qua. Muốn làm gì làm. Nghĩ sao? Những người nào nó cũng đẹp, minh mẫn thì em cho nó xấu quá em chè. Đẹp quá. Khi hái tiêu á, mà tiêu này nó rất là vui vẻ, nó cười. Em thấy nó kêu không? Thấy không? Đó. Nó kêu ha ha. Ha ha. Tiêu thì bí quyết để cho tiêu ngon là gì anh nhá? Đặc biệt đó là liên tục là vui vẻ, không được là buồn phiền. Ha ha. Ha ha. Và chính cái điều đó nó chỉ cần tươi như hoa thôi chứ ai cần cười tươi cười như hoa. Vướng không? Không. Không à? Thank you.
qua rồi, trời ơi, hơi tiếng mấy hồi thua mấy mấy bà nữa. Chả ép được cái ngày trọn vẹn này. Tám lùi lại xíu anh Tám ơi, hoặc hoặc là anh Tám xích vô à. À đó, để hai người đừng có chồng với nhau là bên dưới. Được được được, anh cứ làm đi. Biết vâng. Thì đây là một trong những cái mà cân bằng sinh thái á. Thì làm thế nào đó mà trong đất mà nó có nhiều giun như thế này là thành công. Không thì nó sẽ không có cái con này. Đó, mà mình bỏ thuốc là sẽ chết sạch hết các con giun này. Chính vì vậy á, là khi mà cái trong một cái mảnh đất này, đó này, thấy nhiều không? Bằng quá trời, bằng anh nuôi đó. Chút xíu nữa em phỏng vấn anh nó mới kỹ hơn. Ừ. Giờ để anh quay cho anh Tám xong phỏng vấn luôn. Rồi, ok. Rồi hai anh em làm. Rồi sẵn xuống luôn. Rồi đúng rồi. Rồi bới cho. Đúng rồi, kiểm tra hai góc mình được rồi. Khác luôn là xong. Đi tới thẳng máy em luôn. Rồi quẹo luôn, quẹo luôn, quẹo luôn, quẹo luôn. Ừ đúng rồi. Hết khỏi khung hình luôn. Rồi xong rồi anh Tám ơi. Hai anh em cười tươi nói chuyện. Tươi thôi chứ đừng cười nha. Cười. Rồi cảm ơn hai anh em. Rồi ok. Quét mấy cái đấy cho mọi người nghỉ đi. Lên. Đến đây em chụp ảnh. Chụp ảnh. Hôm nay chưa chụp. Lâu lắm mới chưa đi thăm vườn phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. Rồi đây ba rồi. Thả nhiều luôn. Rồi đào lấy thêm lần nữa. Đó đúng rồi. Không, như rồi, rồi, okay. Rồi xong rồi.